mình đang đi về, chuẩn bị đi về nhé các bạn. Cắt lúa nhé. Chạy xuống chuẩn bị phun nhé mọi người. Hai chiếc Đông Nam nha mọi người, một chiếc xe phun cơ khí Đông Nam và một chiếc bánh đôi cũng Đông Nam.
đừng để cái tay quay đi. Đây, bưng lên bao cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.